Chia sẻ một vài điều này, các em cố gắng nghe nha. Để em nghe rõ, nghe thầy nói rõ. Thì vừa rồi là câu lạc bộ chúng ta có anh Lường á là mất vì lý do là chắc là một số anh chị lớn thì cũng biết, còn các em nhỏ thì cũng hơi khó để chia sẻ. Nói chung là anh Lường đi là cũng bất ngờ, cuộc sống là không có nói khó để nói trước điều gì. Và vừa rồi là em hiếm là có nhờ thầy là hướng dẫn ngồi thiền. Thầy chia sẻ với em nghe, ở đây là thầy chia sẻ là nói chung là thầy cố gắng chia sẻ đơn giản nhất có thể nha, đơn giản nhất có thể. Thật ra ngồi thiền á, mà nếu mà để mà đạt được cái gì đó, mẹ em nghe thầy nói rõ mà, nếu ngồi thiền mà để đạt được cái gì đó thì cực kỳ khó nhé, không đơn giản. Nhưng mà để mình ngồi thiền mà để cho cuộc sống mà mình cảm thấy nó bình yên hơn thì lại cực kỳ dễ đó, cực kỳ dễ. Thì ngồi thiền của đạo, ngồi thiền phương pháp ngồi thiền của đạo Phật các thầy như thế, nhưng mà thực ra tại các nước phương Tây như là Mỹ này, Anh Quốc, ngồi thiền nó được đưa vào trường học để dạy nhé. Thì em có thể Google đấy, ngồi thiền được đưa vào các nhà tu để hướng dẫn. Nên đây thầy chỉ chia sẻ kỹ thuật ngồi thiền cách đơn giản thôi, không. Đầu tiên là hai chân nè, đầu tiên là người ta sẽ để hai chân lên, mà người ta để hai chân mà để lên vậy á thì ta gọi là ngồi kiết già. Nhưng mà cái thể này là hơi khó, thì cái này gọi là tư thế vàng của ngồi thiền, tư thế vàng. Còn thứ hai là bạn già, tức là một chân để lên, một chân để, thì cái này gọi là tư thế bạc của ngồi thiền. Còn ngày thì cách ngồi thứ ba là ngồi mà bình thường mình tụng kinh hay ngồi, thì cái này gọi là tư thế đồng của ngồi thiền. Vì sao mà người ta phân biệt nó vàng bạc và đồng? Tại vì người ta nói rằng tư thế vàng này á, là dễ định tâm nhất. Nhưng mà thôi, cái đó là cái cấp độ cao rồi, mình chỉ nói đơn giản thôi. Đây. Nói chung là đầu tiên người ta ngồi thiền là có một chân để lên, hai chân để thì càng tốt, còn không thì để về cũng được, sao hết nha. Nói chung là quan trọng là lưng thẳng, lưng thẳng. Quan trọng là lưng thẳng nha, quan trọng là lưng thẳng. Còn cái tay này á thì mặc định, mà em thấy cái tường bổn sư ở trên là tay phải để đến tay trái nha, tay phải đến tay trái. Hai con tay này, hai con tay ngoài này, là vừa đụng vào nhau. Thì đây là thầy chỉ kỹ thuật đơn giản đó. Hai chân để lên. Rồi. Quan trọng là lưng thẳng, lưng thẳng. Mà để cho nó đơn giản thì chúng ta ở trong cái quyển mà thiền tập dành cho người bần rồn đó, thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói như thế này. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là mất rồi, thầy nói là mỗi buổi sáng chúng ta chỉ cần dành vài phút để ngồi thiền là được, rất đơn giản. Thật ra thầy chia sẻ kỹ thuật ngồi thiền cho các em để cái gì? Cũng phải là để mình đạt được cái gì đó nha, khó lắm. Chỉ là ví dụ như giữa cuộc sống mà nó nhiều khi giống cha mẹ mà lá mình, hoặc là nhiều khi bạn bè mà này kia có những cái khúc mắc, chúng ta có thể ngồi, chúng ta có thể theo dõi hơi thở để lòng mình nó nhẹ xuống. Tại khi mà mình tức giận ai cái đó là tim mình sẽ đập mạnh. Thì đấy là một cái quy luật cũng như thế đó. Khi mà mình đang tức giận ha, tức giận cha mẹ mình, tức giận bạn bè mình là tim mình chắc chắn sẽ đập mạnh. Thì chỉ cần chúng ta ngồi nhẹ xuống đó theo dõi hơi thở thì như thế nào? Thì nhịp tim mình sẽ điều hòa lại. Tức là ngồi thiền để làm gì? Để mình kiểm soát cơn giận. Đó là điều thứ nhất. Và thứ hai, ngồi thiền để làm gì? Thầy chia sẻ những cái đơn giản thôi. Ví dụ như nhiều khi bây giờ mình, ví dụ như các em nhỏ, nhiều khi các em lướt TikTok nè, nhiều khi các em coi những cái Shopee này kia, mình thấy cái này mình cũng muốn mua, mình thấy cái kia mình cũng muốn mua, nhưng mà đầu tiên mình thì có hàng. Đôi khi chúng ta cũng sử dụng được cái phương pháp ngồi thiền để chúng ta lặng lại chút xíu, để chúng ta thấy cái gì mình thật sự cần thiết thì mình mới mua. Đó điều thứ hai. Còn điều thứ ba nữa là nhiều khi các em đi đâu đó, ví dụ như chúng ta tới một cái vùng mà nhiều khi nó lạnh quá, hoặc nhiều khi nó nóng quá, mà người mà chúng ta không có cái sự chịu đựng đó,
thì nóng quá chúng ta cũng la, chúng ta cũng nóng quá rồi lạnh quá chúng ta cũng nói. Nhưng mà một người mà sống chậm, một người có sự làm chủ được bản thân mình, thì chúng ta sẽ mỉm cười và chúng ta sẽ từ từ để làm quen để động nhận. Và đó là một vài điều thầy lưu ý. Còn bây giờ các em thực tập nè, chân là chúng ta ngồi lại lưng thẳng. Quan trọng là lưng thẳng thôi, quan trọng là lưng thẳng, quan trọng là lưng thẳng. Còn chân thì để sao cũng được, để hai chân lên gần tốt. Thì hai chân để lên người ta nói là tư thế vàng của ngồi thiền, là dễ định tâm. Nhưng mà thật ra thì các em còn nhỏ là thầy cũng chủ trương ngồi thiền để định tâm gì đó. Mình ngồi thiền để mình làm gì? Để lòng mình nó dịu xuống và mình kiểm soát được cái hơi thở, mình kiểm soát được cái cơn giận của mình, thì nó cần thiết hơn. Hai tay, tay phải để lên tay trái nha, để bằng vậy thôi, được rồi, để bằng vậy thôi. Tay phải để lên tay trái, tay phải để lên tay trái. Và ngồi chúng ta theo dõi hơi thở, mắt chúng ta nhắm, cũng phải nhắm hẳn nhưng mà cũng không phải mở. Thường là người ta chỉ là nhắm 70% và mắt chúng ta nhìn xuống chút xíu để nhìn xuống chóp mũi. Các em nhắm mắt nha, nhắm 70%, để tay nha, để tay. Và chúng ta theo dõi hơi thở, hít vào nhẹ lắm, thở ra chúng ta sẽ một, hít vào nhẹ nhàng thở ra đến hai, hít vào thở ra nhẹ chúng ta đến ba. Thì cái cách ngồi thiền này gọi là sổ tức quán, sổ tức là đếm để hơi thở. Còn cái cách mà đơn giản nhất mà các em có thể áp dụng là cứ ngồi không nhất thiết là chúng ta ngồi trên ghế cũng được, thả hai chân, thả lỏng và chúng ta cứ không có suy nghĩ vẩn vơ gì hết, chúng ta cứ theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở đi vào, theo dõi hơi thở đi ra, theo dõi hơi thở đi vào, theo dõi hơi thở đi ra. Rồi các em mở mắt. Thì thầy nói lúc đầu là thầy chỉ chia sẻ đơn giản thôi để chúng ta ngồi thiền. Thật ra thì bình thường thì nói các em ngồi thiền là cũng khó lắm, khó. Chúng là người ta giống như tập thể dục về cũng phải là có cái thói quen. Chỉ là để làm gì, để khi nào chúng ta tức giận gì đó, khi nào mà chúng ta thấy chúng ta mất kiểm soát. Thì điều này quan trọng lắm nha. Điều như thầy bày rất cực kỳ quan trọng. Thỉnh thoảng các em mà đọc báo chỉ nè, đọc báo chúng ta còn thấy nhiều cái tin đó. Nhiều khi đi vào cái quán ăn hoặc đi vào một cái cuộc nhậu đúng không, mà cái bên này hát karaoke và bên này chỉ có nhìn cả thôi là nhiều khi đã xảy ra ẩu đả. Vì sao như thế? Vì giữa đôi bên không có cái sự kiềm chế. Nên mình ngồi thiền, một ngày mình ngồi thiền vài phút thôi, để làm gì? Để làm mình làm chủ cái bản thân mình, tức là mình làm chủ cái hành động của mình,
mình làm chủ cái lời nói của mình làm chủ cái suy nghĩ của mình ha. Thầy chia sẻ một vài điều ngắn gọn về cái kỹ thuật để ngồi thiền, thì các em thực tập rồi thỉnh thoảng chúng ta có dịp thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm ha. Anh chị đọc vào.